Mới đây, trên mạng xã hội, cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong cuộc gặp gỡ của gia đình cô và bạn trai. Trong đó, mẹ của Phạm Như Phương đứng giữa và khoác tay thân thiết cùng Như Phương và bạn trai. Hot girl thể dục dụng cụ đề cập đến mối quan hệ giữa gia đình đôi bên, hai bên gia đình cũng rất ân tình cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Điều này càng củng cố cho tin đồn Phạm Như Phương sắp tổ chức đám cưới với bạn trai. Dưới video của Phạm Như Phương, một người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng cô nàng và bạn trai đã về chung một nhà. Phạm Như Phương trả lời bằng lời cảm ơn, không phủ nhận cũng không khẳng định chuyện về chung nhà với bạn trai Việt Kiều. Trước đó, Phạm Như Phương cùng bạn trai cũng đã chia sẻ hình ảnh check-in trước một tiệm váy cưới làm dấy lên tin đồn cả hai sắp làm đám cưới. Phạm Như Phương từng là vận động viên triển vọng của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, đầu năm 2024, Hot Girl bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 20 gây nhiều tiếc nuối. Sau khi giải nghệ, tên tuổi của Phạm Như Phương dính với một loạt ồn ào đời tư. Cô nàng từng tố cáo huấn luyện viên của mình ăn chặn, thu phế tiền thưởng huy chương. Sự việc gây chấn động dư luận một thời gian. Sau đó Như Phương chuyển sang làm TikToker nhưng dính lùm xùm khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, phát ngôn thiếu chuẩn mực. Cô nàng bị lập group anti-fan lên đến hàng trăm ngàn thành viên, một thời gian phải khóa trang cá nhân. Phạm Như Phương đã lên tiếng xin lỗi và hiện đã hoạt động tích cực trở lại mạng xã hội với những video xoay quanh chuyện tình yêu với bạn trai Việt Kiều. Trước đó, hot girl thể dục dụng cụ còn bị tố là bào tiền bạn trai khi liên tục đăng clip đi shopping, thậm chí còn bị đồn là mẹ bạn trai phải khó chịu vì lối xài tiền phung phí của cô. Khi có người bình luận coi 10 livestream thì hết 9 lần đòi đi shopping, không phải phong muốn hay đề xuất, hơi bào, cô nàng tỏ ra khá bức xúc. Cô đề nghị người này gọi điện thẳng cho Paul Lê để xác minh xem lúc đi shopping ai là người trả tiền. Ngoài ra cô nàng cũng lên tiếng chuyện mẹ bạn trai khó chịu khi mình đi shopping. Theo đó Louis Phạm cho biết bác gái và mình rất thân thiết, hay đi mua sắm cùng nhau. Vì mẹ Phong biết mình ở bên này lâu mà thấy mình tiêu nhiều tiền quá nên bảo mình tiêu ít thôi, muốn tiết kiệm cho mình, không phải mẹ Phong khó chịu. Mẹ Phong chưa bao giờ khó chịu với mình một cái gì luôn, cô nàng nói. Được biết Louis Phạm và bạn trai thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội. Dù không chia sẻ nhiều về đối phương nhưng qua những hình ảnh được hot girl thể dục dụng cụ chia sẻ, nhiều người cho rằng Paul Lê chính là thiếu gia rất gì và này nọ khi nhà có bộ sưu tập xe sang như Ferrari, Porsche. Cả hai cũng thường xuyên tham gia những hoạt động sang chảnh như mua hàng hiệu, đi chơi golf, du lịch. Tháng 6 năm 2024, Louis Phạm dính ồn ào khi chụp cùng bức tranh nhạy cảm, nội dung của những bức tranh này gây phản cảm. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam được vẽ một cách thiếu tôn trọng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ dữ dội từ phía người xem. 10 ngày sau ồn ào, Phạm Như Phương và bạn trai chính thức lên tiếng về những lùm xùm này. Như Phương thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết và thiếu quan sát, không tìm hiểu kỹ ý nghĩa của các bức tranh nên đã vô tình chia sẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bất bình. Cựu vận động viên cũng lên tiếng xin lỗi và xin nhận trách nhiệm vì sơ suất của mình, cam kết không có hành động tương tự trong tương lai. Đồng thời cô khẳng định mình luôn tự hào là người Việt Nam và từng có những đóng góp một phần sức lực của mình cho thể thao nước nhà. Bạn trai Phạm Như Phương cũng đăng tải nội dung tương tự. Anh chàng cho biết bản thân không thực hiểu rõ chi tiết và ý nghĩa của bức tranh đến triển lãm với tư cách một thành viên trong gia đình. Ngoài ra anh chàng xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm và khẳng định ba mẹ cũng như hai anh em đều rất yêu và tự hào về quê hương Việt Nam.